Cúng cơ hội theo cách này, gia chủ sẽ giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, hàng năm cứ vào dịp tháng 7 âm lịch là các gia đình Việt Nam lại tất bật chuẩn bị cho dịp lễ cúng cô hồn, hay còn gọi là cúng xá tội vong nhân. Mỗi năm chỉ có một lần và thường là gần tới rằm tháng 7, người trên dương gian sẽ chuẩn bị một mâm lễ thật tươm tất để cúng cho chúng sinh vong hồn lang thang không nơi nương tựa. Điều này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc bởi giúp an ủi các vong linh tội nghiệp và cũng là bày tỏ sự cảm thông và tha thứ cho họ. Tuy nhiên, việc cúng cô hồn ra sao cho đúng thì không phải ai cũng biết. Vậy nên trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí đến cách cúng cô hồn đúng chuẩn để có thể giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc kéo đến ùn ùn. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như quý vị đã biết, trong tiềm thức của người Việt thì việc cúng cô hồn là một nghi lễ không thể bỏ qua. Đây còn là một tập tục truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác qua biết bao nhiêu thế hệ. Theo quan niệm của người Việt, con người sẽ bao gồm cả phần hồn và phần xác. Khi con người chết đi, xác sẽ trở về với cát bụi, nhưng phần hồn vẫn còn tồn tại. Từ đó có người được đầu thai kiếp khác, có người lại bị đẩy xuống địa ngục, hay có những người bị đày đọa làm quỷ đói, quấy nhiễu dân gian. Những phần hồn đó đều được cai quản bởi Diêm Vương. Theo truyền thuyết dân gian kể rằng, hàng năm cứ đến ngày mùng 2 tháng 7, Diêm Vương lại cho phép mở cửa quỷ môn quan để quỷ đói có thể trở lại trần gian. Rồi đến sau 12 giờ đêm, ngày 14 tháng 7 thì phải quay về địa ngục. Việc cúng cô hồn nhằm mục đích giúp những linh hồn lang thang được một ngày no nê và bớt tủi thân khi quay trở lại địa ngục. Cúng cô hồn không hẳn là mê tín dị đoan, mà nó mang tính nhân văn cao đẹp, giống như tư tưởng chung của ngày xá tội vong nhân. Đó là dù ai có tội ác gì, phải chịu trừng phạt ra sao, thì cũng nên có một ngày xá tội để họ vơi bớt phần đau đớn, tủi cực. Chính vì vậy, vào đêm ngày 14 tháng 7, người dân Việt thường cúng cô hồn. Trong lễ cúng có đồ cúng, bài cúng cô hồn và cả phần lễ hóa vàng để cúng cho những hồn ma quỷ, xua đuổi phần hạn và cầu được bình an. Cũng bởi vậy mà các thông tin về lễ cúng này như nghi thức cúng cô hồn như thế nào, cúng cô hồn ngày nào, giờ nào, chuẩn bị đồ cúng ra sao. Đây đều là những vấn đề rất được gia chủ quan tâm. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay bây giờ. Điều thứ nhất, mâm lễ cúng cô hồn cần chuẩn bị những gì? Vẫn biết rằng việc thờ cúng cốt thành tâm. Thế nhưng việc thờ cúng sẽ hiệu quả hơn nếu gia chủ chuẩn bị được mâm lễ cúng cô hồn bao gồm những lễ vật như sau: muối cộng gạo một đĩa, cháo trắng nấu lòng 12 chén nhỏ, hay là cơm vắt 3 vắt, giấy áo, giấy tiền, vàng, bạc, mía để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ 15 cm, 12 cục đường thẻ, bánh kẹo, tiền mặt, tiền thật. Các loại mệnh giá thường là tiền mệnh giá nhỏ, nước 3 ly nhỏ, bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ, hoa quả 5 loại 5 màu ngũ sắc. Lưu ý cúng cô hồn đúng cách, gia chủ không cúng xôi gà và đồ mặn. Khi giải tiền vàng ra mâm, để 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Còn phần cúng quan trọng nhất là món cháo loãng. Quan niệm dân gian cho rằng món này dành cho những linh hồn bị đày đọa cho thực quản nhỏ và hẹp nên không thể nuốt được thức ăn thông thường. Bởi vậy, khi chuẩn bị mâm cúng đúng cách, cúng cô hồn, nhất thiết cần phải có món cháo loãng. Thứ hai, thời điểm cúng cô hồn thích hợp nhất để ma quỷ chúng sinh tiếp nhận được lễ vật. Các gia chủ hãy lưu ý rằng thời điểm cúng cô hồn cũng rất quan trọng. Lễ cúng cô hồn thích hợp nhất nên thực hiện vào buổi chiều tối. Bởi theo quan niệm dân gian, ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mạnh nên các cô hồn được mở cửa thả ra rất yếu.
Vì thế, nếu cúng ban ngày, các cô hồn sợ ánh sáng sẽ không thể đến nhận những đồ vật phẩm cúng của các gia chủ, nên không hiệu quả. Vị trí mâm lễ cúng nên đặt ngoài sân, không nên đặt bậu cửa. Nhiều người lo ngại khi cúng chúng sinh, nếu cúng xong không biết cách mời vong đi thì sẽ rước vong vào nhà. Nếu lo ngại thì bản mệnh có thể cúng tại chùa. Người xưa còn cúng cô hồn ở các ngã ba đường, vì ngã ba đường được xem là nơi giao lưu những người đi bộ thường gặp nhau ở đây. Người ta nói ma quỷ cũng đi theo những con đường của con người, nên đây cũng là nơi ma quỷ hay đi qua. Vật cúng mang ra rồi đi, ai nấy cũng được. Người cúng không mang về, nếu không có ai lấy, thì đem tán lộc cho trẻ con trong xóm hoặc những người nghèo khổ. Cũng theo quan niệm của người Việt, nếu ngày này vừa mang đồ cúng nhưng chưa kịp thắp nhang đã có người đến giật thì phải quăng hết đồ cúng đi, không được giật lại. Vì như vậy là giành giật với cô hồn, hay trong thời gian thắp nhang có người trực chờ sẵn để giật thì đó là điều may mắn với gia chủ. Thứ ba, nghi thức vãi gạo, vãi muối để mời vong đi sau khi cúng cô hồn. Theo kinh nghiệm truyền lại của những thế hệ trước, sau lễ cúng cô hồn, nếu gia chủ không biết mời đi thì cô hồn vẫn quanh quẩn trong nhà và quấy rối đời sống của họ. Do đó, khi cúng cô hồn xong, các gia đình phải mời vong đi. Cách đơn giản nhất là gia đình phải rải muối, vãi gạo ra sân, ra ngoài đường và đốt hết vàng mã đã cúng để tiễn vong về với địa ngục âm thế. Bài văn khấn lễ cúng cô hồn đúng chuẩn trong dịp rằm tháng 7 tới đây mà các gia chủ nên lưu ý để tham khảo. Khi cần vái thì gia chủ sẽ đứng ở trước mâm cúng, phải chắp tay đưa lên ngang trán, khấn trước khi khấn. Gia chủ vái 3 cái, sau đó đọc bài khấn cô hồn, cuối cùng là lạy 4 lạy và vái thêm 3 vái. Mọi người có thể đọc bài văn khấn dưới đây hoặc tụng nghi thức cúng thí thực bố. Quý gia chủ có thể đọc bài văn khấn dưới đây hoặc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn cúng chúng sinh trong kinh Nhật tụng, cụ thể như sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con lạy Đức Phật Di Đà, con lạy Bồ Tát Quan Âm, con lạy Táo Phủ Thần Quân, Phúc Đức Chính Thần. Tết tháng 7 sắp thu phân, ngày rằm xá tội vong nhân hạch hà, âm cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà, đại thánh khảo giáp, A Nam Đà Tôn giả. Tiếp chúng sinh không mồ không mả bốn phương, gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cưu hàn, không mạnh áo mỏng, che làn heo may. Cô hồn Nam Bắc Đông Tây, trẻ già trai gái về đây họp đoàn. Dù rằng chết uổng chết oan, chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu, chết tai nạn, chết ốm đau, chết đâm, chết chém, chết đánh nhau tiền đình, chết bom đạn, chết đau binh, chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi, chết vì sét đánh giữa trời. Này nghe tín chủ thỉnh mời, lai lâm nhận thưởng mọi lời trước sau. Cơm canh cháo nẻ trầu cau, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai, phù hộ tín chủ lộc tài, an khang thịnh vượng hài hòa gia chung. Những ngày xá tội vong nhân, lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần, tín chủ thiếu hỏa kim ngân cùng với quần áo đã được phân chia. Kinh cáo tôn thần chứng minh công đức cho tín chủ, con tên là, cùng vợ, chồng, con trai, con gái ngụ tại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị thân mến, gia đình mỗi người đều theo tín ngưỡng tâm linh và quan niệm rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên khi cúng cô hồn, mọi người thường hay nói với nhau rằng tân khấn là điều không thể thiếu. Khấn trình khi cúng bái cũng giống như khi ta đem tặng một món quà cho một người nào đó. Phải nói với họ thì họ mới nhận tấm lòng cũng như món quà của ta. Dù mâm lễ vật có đầy đủ đến mấy mà không có bài văn khấn thì không thể mời cô hồn chúng sinh về hưởng lộc, thì mọi công sức của gia chủ cũng tiêu tán hết cả, thậm chí còn lợi bất cập hại, rước họa vào nhà. Quý vị thân mến, cúng cô hồn là một nghi lễ tự nguyện không bắt buộc, gia chủ cũng sẽ không cần phải tốn kém quá nhiều thời gian, công sức để có thể thực hiện được. Thế nhưng mọi người hãy phải nhớ rằng
đã cúng cô hồn thì phải tuân theo những nguyên tắc quan trọng mà kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ ở phía trên để giữ cho gia đạo được bình an, may mắn. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể tham khảo bộ Tam Giác Khai Vận do chính tay thầy Gia Cát chế tác và khai quang để có thể hóa giải xui xẻo trong cuộc sống, để xua đuổi tà ma, chính khí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.